Yo, hello, what's up chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, Tiểu Tử Bá Đạo mọi người nha. Thì anh em một game Go mời mình nha, Tiểu Tử Bá Đạo bạn ok, quay trở lại video ngày hôm nay trước vào video cho anh em xem video về đầu video, anh em xin like và một subscriber channel phát triển cho anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục chính sang kết quả sự kiện mới của game Go mời thoại anh em. Ok. Xem nào, chiến phát anh em. Hôm nay thì nghe bảo một phát nhíp cốt fan cứng thì phải, bên đây anh em đã nhận chưa, nó chưa tôi đi nhận anh em nhá. Không biết các bạn đã bị cách nhận chưa? Nhiều anh em cứ bảo là các bạn nhắn tin bên fanpage rồi bình luận tham gia sự kiện đấy gift code, nhà phát hành không trả lời. Tôi chưa biết các bạn có phải đúng không hay là anh em tham gia sai cách nữa. Chứ hiện tại tôi lấy hai ba acc vẫn ok các bạn, chứ phải một acc không đâu. Acc này còn acc nông dân anh em, tôi vẫn lấy nhận về bình thường mà nhiều anh em bảo vậy không hiểu lý do ạ. Ok các bạn, chúng ta ghé fanpage là anh em đi săn code mới anh em. Rồi rồi, đây điểm danh fan cứng hướng ngay quả xịn. Giáng sinh sắp đến rồi, các fan cứng của Lamy chuẩn bị tinh thần nhận quà chưa? Nhanh tay điểm danh nào. Thời gian đến hết ngày 25 anh em nhé. Các bạn nhìn thả tim bài viết comment điểm danh phân cứng cận Gmail nhận quà đợi sự kiện và nhận gift code ở Gmail. Phần quà bao gồm hai quà Gomu 200 Belly 400 kim cương một tặng thịt. À ok các bạn đã nhận qua Gmail à. Ok các bạn lại phải nhận qua Gmail anh em. Tôi nhận luôn anh em. Rồi. Thì nói chung thì anh em nên tranh thủ tham gia. Gì? Điểm đi comment là gì? Điểm danh phản cứng, ok các bạn. Điểm danh phản cứng cộng Gmail đó anh em. À, còn gmail.com. Ok các bạn nhớ comment đầy đủ nha anh em nhé, kèm theo Gmail của bạn anh em để nhận cái code ạ. À. Đó. Ok, chứ điểm danh phân cứng là nhận đâu? Cái này bọn điểm danh phân cứng kèm theo Gmail, code sau sẽ gửi về Gmail các bạn nhé. Với sự kiện chào mừng phiên bản mới, cái này thì qua điểm qua rồi anh em. Truyền tin nhận smoothie mấy ngày cuối nha, chưa nhận thì chính thủ nhận này, mấy ngày cuối cùng nhận code smoothie và cũng là ngày cuối của sự kiện nhận đó ta, cái sự kiện không cái sự kiện đó mà. Hay tôi nhầm ta. Ờ nhưng hết rồi anh em, hết rồi. Máy chủ S5 mini game World Cup. Hết rồi anh em, ngày cuối còn nhận sự kiện Smoothie. Ok, từng cốt luôn anh em. Ok, nhóm là xem nhóm này chúng ta có gì hot nha. À Mi Hoắc nâng lên tầm cao mới anh em, đúng rồi. Tin vui cho anh em nông dân hoàn toàn có thể trải nghiệm được tính năng này. Ok, tôi đang bảo vệ tôi thật lần. Không biết là như thế nào các bạn, nhưng mà này tôi cũng có xem qua rồi anh em, cái hình hình của Mi Hoắc nhìn trông rất là chất lượng các bạn. Đó. Cái này chắc là full Haki hay nào đây không biết anh em. Hay là lên thần nhà không biết anh em. Đó. Mấy skin kém chất lượng thật sự anh em, chúng ta sẽ về thử xem lại anh xem skin của anh Mi Hoắc nha. Ok các bạn, tướng nào. Rồi, Đỗ Mi Hạnh đâu rồi anh em? Đây, Đỗ Mi Hạnh. 100 form, thiếu 50 form nữa là đủ lên anh em. Sự kiện đổi quà 78, bữa mình đổi ai nhỉ? Bữa tôi đổi ai ta? Như chưa đổi ai mà. Ok, đổi Đỗ Mi Hạnh bao nhiêu? Được 15 mảnh thôi à? Đây thì bao nhiêu? 120 anh em, uầy. Vâng rồi. Ở đây cũng chỉ thêm 10 mảnh thôi anh em, chưa đủ nâng rồi. Thôi, cộng tạm đi. Đây nào. Quẩy kin anh em, kin lâu lắm là không lâng anh em. Chúng ta đi trải nghiệm Đỗ Mi Hạnh nhá. Không nhầm là mới lâng kin mới sao anh em, nhưng mà nhìn trông chất lượng thật sự các bạn. Để cho ra trận con nào. Bây nhà phát hành bung thêm một vài skin tính năng cho tướng này. Khá là uy tín đấy. Ok các bạn, cái điểm nào không biết anh em, điểm này là duyệt này. Khá ưng. 5, rồi ok lên nào. Ui thiếu đồ. Càng đấy, thật đấy. 3 4 5 6 vừa đủ anh em. Thôi được rồi. Chúng ta đi trải nghiệm anh Đỗ Mi Hạnh nào. Xem có đúng là kỳ này nghĩa lần lên tầm cao mới thế không anh em. Ok ra trận hay là phải lâng lên thần như vậy thì mới kém được ra những cú chém. Ồ không anh em,
có phải không? Hơi hơi khác nha, cảm giác kiểu vấn vậy ấy. Tôi gọi lên em xem lại video nào. Ok bạn, đây video đây, anh em nên xem lại nào các bạn. Đâu phải đâu, trên video là ui, cái này chắc phải lên thần các bạn, lên thần chắc là anh em lên thần hoặc là full gamer, một trong hai tính năng này. Tôi nghĩ là full thần các bạn, full thần cho đột phá lên như này. Ui thế thì còn chán, khó nha. Cái này khó nha anh em nha. Ui nhưng mà có đôi cánh bên bên cạnh nó nhìn trông uy tín, chất lượng gớm nha. Ok bạn nét hơn ở đây anh em. Đây xem nó mở qua đây xem lại anh em. Đây. Đấu Mỹ Hạnh các bạn. Đấu Mỹ Hạnh ở một tầm cao vũ trụ mới các bạn. Trời ơi. Này xem kim chất lượng giá man các bạn. Nhìn này. Ui trời ơi. Uy tín thật sự anh em, đúng là chỉ có thể là anh Đấu Mỹ Hạnh thôi. Đó, đây là bản lân pun các bạn. Ok còn đâu, đây là bản hiện tại anh em. Này, đây là bản hiện tại của Đấu Mỹ Hạnh. Đó. Công ty này anh em chuẩn bị công ty này. Đấy, cũng là bùng đỏ đấy anh em nhưng mà nó chưa đủ xanh đậm như thế anh em. Muốn xanh đậm thế thì các bạn phải chịu khó điều lên cao thì anh em thì chắc là may ra mới được các bạn. Đây. Trận này đánh chung chung tí. Chém nói chung là cũng chất lượng đấy nhá. Nhân thần uy tín nhờ. Quay lại có động lực cho anh em nông dân update rồi. Đây, tôi cố gắng điều lên các bạn. Ok. Thể lực. Thật sự hơi tiếc anh em. Không đủ up lên ấy nhờ. Không đủ để up lên các bạn. Được cho nên 5 sao luôn, chất lượng uy tín luôn nhưng mà không đủ ạ. Hơi tiếc. Đủ top 77 à. Là một hai trận PK đi anh em. Ui, trận này thì win rồi. Ok các bạn win rồi, lượm luôn. Rồi, đoạn giờ. Tôi nhớ mới tôi tích hơn trăm mà sao bây giờ ít thế nhỉ? Hai bữa mình đổ gì ta? Tôi xem lại con nào. Tôi nhớ nhà mình hai bữa tôi đổ gì ta? Bữa tính độ Avicii hoặc là độ ấy. Lanh quanh thôi chắc cũng vậy các bạn, chắc tôi nhớ nhầm nào đấy. Hôm nay không có đánh boss anh em. Ok. Hôm nay đánh ai? Hôm nay Momo à? Đi đánh sao anh em? Vượt đại trình cái nhờ. Lâu rồi không vượt đại trình anh em. Hôm nay cũng là ngày cuối của sự kiện nhận code Kaido ở bên server bản Anh đó. Sáng tôi có cập nhật rồi, giờ cũng cập nhật đã thông báo lại cho anh em thôi. Bạn nào mà chưa xem video sáng thì có thể cập nhật qua. Hôm nay ngày cuối nhận code rồi. Anh em nào có hứng thú của bản Anh trải nghiệm thì tôi nghĩ là lên quá sớm. Không là ngày mai là các bạn không nhận được Kaido đâu. Anh em nào thích trải nghiệm Kaido bên bản Anh thì tranh thủ qua. Code thì tôi đã cập nhật ở một hai video rồi chứ mà là không anh em. Nên là các bạn hứng thú thì có thể xem lại. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau hoàn tất đại trình này anh em. Ra trận. Sao? Ok, uy tín luôn anh em. Lộm. Cuối tuần rồi, không biết ngày mai chúng ta có gì hot không? Tôi thì sẽ trở lại nạp, nhưng anh em bảo là sau bữa đây không nạp game nữa vậy thì có hai vấn đề anh em nhé. Thứ nhất là hiện tại tôi đang hết tiền. Đó là vấn đề chung rồi anh em, sắp Tết rồi à vậy thôi. Đây chung, sắp Tết thì đa số Tết sắp đến thì mấy bạn là cá nhân tôi là Tết gần đến là lúc nào vậy anh em rất là đói và nghèo anh em. Đó, nói chung là sắp hết tiền. Nên là việc có làm nữa không, nhớ anh em hoặc là anh có làm nữa không thì chắc chắn là có rồi anh em, nhưng mà đợi theo game nó bung thêm bị nữa đó mới cả chắc ra riêng, có tiền thì mới nạp thêm được, mà có khi nó nhảy xe mới vì tôi vẫn đang lung đấu ý định nhảy xe mới anh em. Thôi tối nay chắc điểm qua thông tin sự kiện thôi anh em, vượt đại trình thất bại rồi thì tôi dành tôi cái lốt sau anh em, clip kết thúc đây nha. Hẹn gặp anh em tiếp theo, cảm ơn xem video kênh từ bá đạo rất nhiều, rất mong anh em sẽ đặt kênh một like như một subscribe của channel. Giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.